Nó buồn thay kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng, kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức trùm trùm, kính chào quý vô tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại học môn Phật pháp cơ bản. Và trong năm qua đó, trong năm rồi thì cuối năm chúng ta học cái bài số 21 kể về ba cái câu chuyện câu nhà Tông. Nhưng mà chúng ta chỉ mới vừa có hai bài thôi. Bài thứ nhất là nữ đệ tử Visakha của Đức Phật. Bài thứ hai là nói về nam cư sĩ Chivukka, một vị lưu y thời đó cũng là đệ tử của Đức Phật. Và hôm nay thì chúng ta học cái bài thứ ba là nói về câu chuyện của tôn giả Punna, một vị tỳ kheo, một đệ tử xuất gia của Đức Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện ở đời đã mang lại ánh sáng cho đời, ánh sáng giác ngộ. Ngài đã huấn luyện nhiều đệ tử và những đệ tử đó đã lãnh hội thành tựu sự chuyển hóa của Đức Thế Tôn. Những vị đệ tử này đã trưởng thành trong giáo lý, thể tự mình thực hành theo giáo pháp để đạt đến cứu cánh giải thoát. Đồng thời, những vị đệ tử của Đức Phật ưu tú như vậy, các vị cũng noi gương Đức Thế Tôn để mang lại ánh sáng cho cuộc đời, ánh sáng giác ngộ, ánh sáng Phật pháp cho cuộc đời. Ít ra thì những người mà được các đệ tử của Đức Phật tiếp độ thì họ cũng thành tựu được lòng tin và từ bỏ điều ác, làm các việc lành với dự giới và tạo các công đức. Tôn giả Punna là một trong những vị đệ tử đó của Đức Phật. Đặc biệt là vị này có một cái hạnh đức gọi là Khantiso Soracha, tức là kham nhẫn và nghiêm tịnh. Và chính nhờ những cái tinh thần này mà vị đó đã thành công trong cái việc hoằng pháp ở tại một cái xứ sở mà Đức Thế Tôn người nói rằng những người dân xứ đó rất là hung bạo. Nhưng mà chính Ngài đã cảm hóa họ được và Ngài đã thành công. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh. Hôm nay chúng ta nghe trọn vẹn cái bài kinh
giáo giới Phuluna ở trong Trung Bộ Kinh mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã đem ra để làm cái đề tài giảng giải nói về ngài Punna. Trước hết xin mời vô Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng vị giảng sư ngày hôm nay giảng giải bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nhà sư Thủ Lãnh Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bài học hôm nay, phần 1, Đức Phật, bài 21, Con Nhà Tông, phần 4 tiếp theo. Đức Thế Tôn ra đời, mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hóa kỳ diệu, có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoằng hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Những giai thoại về các đệ tử Phật cho thấy sự vô úy khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị, dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường, tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp, khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạn cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tánh cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác. Sống tích cực, bản chất tự nhiên của cuộc sống là vui ít khổ nhiều. Thế nhưng với người có cái nhìn tích cực thì nghịch cảnh hóa thuận duyên. Ngoại cảnh buồn vui là một lẽ mà thái độ phản ứng riêng của mỗi người khiến sự việc xoay chiều. Đức Phật dạy nhiều về thái độ tích cực qua thuật ngữ khéo tác ý Yonisomanasikara. Tôn giả Buna Phú Lâu Na là một đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn, được biết nhiều qua thái độ tích cực trong hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh. Vị tôn giả này xin phép Đức Phật sang biến điện để hoằng hóa. Những gì được nhắc lại trong cuộc dự kiến này của tôn giả để là một hình ảnh cho nhiều thế hệ mai hậu về tinh thần tích cực trong cuộc sống cũng như sự phụng sự. Câu chuyện một đệ tử Phật dấn thân hoằng hóa với tinh thần tích cực. Bài kinh 145, Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, Bunnowada Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Jetavana Kỳ tại tỉnh xá ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi tôn giả Buna Phú Lâu Na vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Buna bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tốt Lành Thai, nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt cho con, để con có thể sau khi nghe Thế Tôn sống một mình nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Vậy này Bưu Ná, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Bưu Ná vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Bưu Ná, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục sanh. Và này Bồ Tát, ta nói rằng từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Bồ Tát, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy,
thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh. Và này Bồ Tát, ta nói rằng từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Bồ Tát, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Bồ Tát, ta nói rằng từ sự diệt tận của dục hỷ, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Bồ Tát, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Bồ Tát, ta nói rằng từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Bồ Tát, ông sẽ sống ở quốc độ nào? Này ông đã được ta giáo giới với lời giáo giới vắn tắt. Bạch Thế Tôn, này con đã được Thế Tôn giáo giới với giáo giới vắn tắt. Có một quốc độ tên là Xú Ná Pá Răn Tá, Tây Phương Du Na Quốc, con sẽ sống tại đấy. Này Bồ Tát, người nước Xú Ná Pá Răn Tá là hung bạo. Này Bồ Tát, người nước Xú Ná Pá Răn Tá là thô ác. Này Bồ Tát, nếu người nước Xú Ná Pá Răn Tá mắng giết ông, nhục mạ ông, thời này Bồ Tát tại đấy ông sẽ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người nước Xú Ná Pá Răn Tá mắng giết con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, người nước Xú Ná Pá Răn Tá này thật là chí thiện, người nước Xú Ná Pá Răn Tá này, vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bồ Tát, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy tay đánh đập ông, thời này Bồ Tát tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy tay đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là thiện, người nước Xú Ná Pá Răn Tá này, thật là chí thiện, người nước Xú Ná Pá Răn Tá này, vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bồ Tát, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy các cục đất ném đánh, thời này Bồ Tát tại đấy ông sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, thật là chí thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bồ Tát, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy gậy đánh đập ông, thời này Bồ Tát tại đấy ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy gậy đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, thật là chí thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bồ Tát, nếu các người Xú Ná Pá Răn Tá lấy dao đánh đập ông, này Bồ Tát, tại đấy ông sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Xú Ná Pá Răn Tá lấy dao đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau. Thật là hiền thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, thật là chí thiện, các người nước Xú Ná Pá Răn Tá, vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng này Bùn Ná, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ông, thời này Bùn Ná, tại đấy ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Có những điện từ của Thế Tôn u phiền và nhàm chán thân thể này, u phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng, đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm, đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay này Bùn Ná, ông có thể sống trong nước Sunaparanta khi ông có được đầy đủ sự nhiếp phục và này. Này Bùn Ná, ông nay hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Bùn Ná, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàn tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến nước Sunaparanta, tiếp tục du hành. Tôn giả Bùn Ná đi đến nước Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Bùn Ná sống trong nước Sunaparanta, rồi Tôn giả Bùn Ná nội trong mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp được khoảng 500 nam cư sĩ, cũng trong mùa an cư mưa ấy, nhiếp độ khoảng 500 nữ cư sĩ, cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được tam minh. Sau một thời gian, Tôn giả Bùn Ná mệnh chung. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Bùn Ná ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới vắn tắt đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì, đời sau của vị ấy là thế nào? Này các tỷ kheo, thiện nam tử Bùn Ná là bậc hiền trí, vị ấy thực hành pháp và tùy pháp, vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Này các tỷ kheo, thiện nam tử Bùn Ná đã nhập niết bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo kính thọ lời Thế Tôn dạy. Trích trong Trung Bộ Kinh, Kinh Phú Lâu Na, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Tâm Bồ Bích Thái Giáo, kính đề lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đề lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những bài học mà giảng 2 năm mới hết. Và bài học ngày hôm nay chúng ta đã khởi sự từ năm rồi, cho đến năm này. Nói theo tiếng Việt, chúng ta từ năm ngoái tới giờ cũng mới hết. Hôm nay chúng ta đi vào phần 3 của bài học, nói về câu chuyện của Tôn giả Bùn Ná. Một vị tôn giả và giai thoại để đời rất là nổi tiếng, và thậm chí ở trong hệ Hán ngữ, người ta xem Tôn giả Phú Lâu Na là một ở trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Thì đó là cái cách của Phật giáo phát triển phân loại. Thật ra thì trong kinh điển Phật giáo Nam Tông đó, thì Tôn giả Bùn Ná không phải là một đại đệ tử, nhưng mà là một ở trong số đệ tử khả kính của Đức Phật. Và dĩ nhiên là câu chuyện của Tôn giả đã để lại cho chúng ta một giai thoại truyền đời. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến câu chuyện này thì trước hết xin được nói một điều. Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều đi qua để cảnh ngộ, vui có, buồn có, tốt có, xấu có. Cho dù là một người cư sĩ hay là một người xuất gia, cho dù là một cái người mà có quyền cao
chức trọng như là nữ hoàng Elizabeth. Có thể nói là một người có rất nhiều cái phước, dựa trên cái quan điểm của Phật giáo, đã đăng quang 70 năm. Và trong 70 năm đó là một người đã đứng đầu khối thịnh vượng chung, dĩ nhiên đứng đầu Vương quốc Anh rồi, lại là một trong những vị vua, một trong những vị đứng đầu đất nước mà tương đối là giàu có và có nhiều ảnh hưởng cả thế giới. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà nữ hoàng Elizabeth không trải qua những cái khó khăn, những cái đau lòng. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về những cái bi kịch hay là những cái chuyện không vui xảy ra trong hoàng gia Anh. Mặc dù nữ hoàng Elizabeth là một người có thể nói rằng rất là cân nhắc, luôn luôn thận trọng, một ở trong những vị vua mà ở trong lịch sử nhân loại mà tương đối là rất là tốt trong vai trò của mình, thì lại kể đến nữ hoàng Elizabeth. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là lúc nào cũng gặp may mắn thuận duyên hết. Chúng ta lấy điều này là một cái thí dụ để suy nghiệm trong đời sống của mình, là mỗi mỗi chúng ta đều phải trải qua một cái khổ là đối diện với những điều ngoài ý muốn. Khi mà chúng ta gặp phải những điều ngoài ý muốn đó, thì thưa quý vị, cái phản ứng rất là thường thấy là bực bội, khó chịu, hay là dùng tiền bạc, dùng quyền hành giải quyết. Hoặc giả là nếu không giải quyết được thì chúng ta nổi nóng bực bội và để cho thời gian nó trôi đi. Thật ra thì nó sẽ là một điều rất là ngây thơ khi mà chúng ta sống với một cái kỳ vọng là mọi việc ở trong đời nó sẽ đẹp như một bài thơ, nó sẽ luôn luôn trôi chảy, luôn luôn vừa lòng, thoải ý. Và một người đệ tử Phật hơn ai hết khi hiểu về lời dạy của Đức Phật thì sống có một cái chuẩn bị tốt về phương diện tâm lý, về phương diện tu tập để đối diện và vượt qua những cái khúc mắc trong cuộc sống này. Không phải chỉ có lúc mà chúng ta giao thiệp với xã hội mới có những cái va chạm với những phiền muộn, mà ngay cả khi mình sống với chính mình, những cái đau bệnh của cơ thể, cái nóng lạnh thời tiết ảnh hưởng đến bản thân của mình, và kể cả cái nội tâm của chúng ta, nó vốn lúc vui lúc buồn, thì thưa quý vị, nó đều là những nghịch duyên, nó đều là những chướng ngại mà chúng ta phải vượt qua hết. Không ai có thể bảo rằng với tùy chừng đó tiền bạc, với chừng đó địa vị, học vị, trí năng mà chúng ta có thể ngăn chặn để cuộc sống hoàn toàn được vừa lòng vừa ý. Nên có lẽ là hai pháp mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta luôn luôn nên có trong cuộc sống này, đó là sự nhẫn nại và điềm đạm. Chúng ta phải có khả năng chịu đựng, và sự điềm đạm nó nói lên là nội tâm của chúng ta ít bị dao động, ít bị phân tán, ít bị phản ứng quá độ đối với cái buồn, cái buồn chung quanh. Hai cái điều này đó, hai cái khả năng kham nhẫn và điềm đạm trước những nghịch cảnh đó,
đối với người bình thường thì thưa quý vị là do cái thói quen, do cái bản lĩnh hay là hoặc lý do gì đó. Nhưng mà đối với Phật pháp đó, và từ ở trong kinh điển mà chúng ta học được thì nó đến từ một cái gọi là kỹ năng cũng được, mà chúng ta gọi là một cái phước cũng được, đó là cái nhìn tích cực về đời sống. Cái nhìn tích cực đó Phật giáo, Phật pháp gọi là Yodhiso Manasikara, là khéo tác ý, hay là khéo suy nghĩ, hay là khéo tư niệm. Và ở đây đó là một ở trong những cái trọng điểm của đời sống người tu Phật, tức là cái vai trò của trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Trí tuệ ở đây không phải là học cao hiểu rộng, trí tuệ ở đây là mình khéo, là mình suy nghĩ một cách logic, suy nghĩ một cách hợp lý như người ta nói. Một nhà khoa học hay một người học rất cao có thể phân tích mọi việc rất tốt, nhưng mà người đó vẫn có thể đùng đùng nổi nóng, vẫn có thể giận dữ, vẫn có thể có những cái thái độ vượt ngoài cái sự tự chế của mình. Thì điều đó cho thấy rằng người đó sử dụng trí tuệ cho một chuyện khác, nhưng mà không phải trí tuệ để làm cái việc mà chúng ta gọi là như lý tác ý hay là Yodhiso Manasikara. Vậy thì cái vai trò của trí tuệ khi mà nó đóng cái vị trí Yodhiso Manasikara là gì? Thì thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu điều này một cách rất là chính xác qua câu chuyện của Ngài Buddha. Và đó cũng là lý do tại sao câu chuyện này trở thành một giai thoại truyền đời. Và không phải chỉ có trong một truyền thống là kinh điển Pali, mà trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa cũng như truyền Phật giáo Tây Tạng, người ta đều nhắc đến Ngài Buddha. Thậm chí rằng có rất là nhiều tổ chức hoằng pháp, nhà xuất bản, cũng như là những cái hệ thống để hoằng dương Phật pháp ngày hôm nay cũng lấy cái tên Furuna bằng tiếng Phạn hay bằng Phạn âm để làm cái tên gọi của mình. Cũng có thể những người này biết về Ngài Furuna không có nhiều, mà chỉ một giai thoại ngắn thôi. Nhưng mà đây là một chuyện rất là thú vị. Thưa quý vị, Ngài Furuna thật ra thì không phải là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là một vị tỷ kheo xuất gia, và xuất gia không lâu, nhưng mà lại là một người rất có tâm để tu học, để thực hành lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật, Ngài cũng hiểu được rằng đây là một người có cái tâm rất là nhu thuận. Nhu thuận trong việc học, nhu thuận trong việc tu, nhu thuận trong chuyện phục vụ, nhu thuận trong việc ứng xử. Và do vậy Đức Thế Tôn đã nêu lên những câu hỏi, và qua những câu hỏi đó tôn giả đã trả lời một cách rất là đáng hoan hỷ, mà Đức Phật cũng tán thán. Và rồi cũng với thái độ này, tôn giả đã đi về một nơi mà mỗi lần chúng tôi đến nơi này đó, chúng tôi đều rất là hoan hỷ. Nhưng mà lại nhớ lại câu chuyện thì nó cũng hơi, cũng có một chút hơi buồn cười. Đó là xứ Sunaparanta. Thưa quý vị, Sunaparanta được trong bản kinh chữ Hán
gọi là Tây Phương Đại Quốc. Nhưng mà kỳ thực đó là một nước nằm ở phía đông của châu thổ sông Hằng. Ê, xin lỗi, nằm phía, dạ, phía đông châu thổ sông Hằng. Chúng ta gọi đó là Miến Điện, nằm ở trên cái Tây Ngạn của sông Irrawaddy, một cái dòng sông kéo dài từ Bắc xuống Nam của Miến Điện. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nói về một cái vùng đất mà thời Đức Phật còn tại thế, cũng như là ngày hôm nay, thì chúng ta nên hiểu rằng sự di dời dân chúng, cái biên giới của các quốc độ và cái cộng đồng hỗn hợp của các cư dân mỗi một thời mỗi, nó khác nhau. Trung Hoa cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, Ấn Độ cũng vậy, và Miến Điện cũng không khác. Thành ra chúng ta chỉ có thể nói đích xác về mặt địa dư, nhưng mà chúng ta đừng câu nệ con người. Sở dĩ mà chúng tôi nói rằng khi mà đến vùng đất ở bên dọc sông Irrawaddy mà nó hơi buồn cười là bởi vì, thưa quý vị, là người Miến Điện đó, họ có một cái niềm tự hào là ở ngoài Ấn Độ ra thì Ấn Độ, đây chúng ta kể luôn Ấn Độ, Pakistan. Thật ra ở Pakistan, Bangladesh thì Phật Pháp đã đến từ thời Đức Phật. Nhưng mà nếu tính Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh á, thì Phật Pháp đến cả, đến Miến Điện trước cả Tích Lan. Tích Lan là một đảo quốc ở phía Nam á, thì chỉ tiếp xúc với Phật Pháp từ bắt đầu vua A Dục, với cái sự truyền bá của Ngài Mahinda Mahisankhamitta, tức là khoảng hơn 200 năm sau khi Đức Phật Ngài viên tịch. Thì với cái nỗ lực hoằng hóa của A Dục thì Phật giáo mới đến Tích Lan. Nhưng mà Phật Pháp đã đến Miến Điện trước. Và cái người mới mang Phật Pháp đến Miến Điện đó là Ngài Buddha. Một điều mà người Miến Điện ngày nay rất là tự hào là đất nước của họ là một quốc tiên để tiếp xúc với Phật Pháp. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều mà họ không thích nói đến là Đức Phật, chính Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài cũng nói rằng người Miến Điện đó, nói theo danh từ của người Việt Nam mà thông tục dân gian bên ngoài gọi là dữ dằn. Dạ, dữ dằn tức là không phải ngày xưa mà bây giờ cũng vậy, thưa quý vị. Dạ, bây giờ đó, nếu quý vị nào đi qua bên Miến Điện thì quý vị sẽ thấy rằng người Miến Điện họ tu, họ tu dữ lắm. Dạ, họ tu dữ lắm, giữ giới dữ lắm. Và họ có một cái đặc tính trên phương diện mà tích cực á, đó là họ rất là thủy chung, rất là binh vực bạn bè. Dạ, tức là nếu mà quý vị đã quen với một vị Miến Điện thì họ sống chết chứ quý vị, thường thường là vậy chứ không phải tất cả. Nhưng mà họ cũng có đặc tính khác là họ rất là dễ đụng tay đụng chân. Quý vị Nam chúng ta gọi hạ cẳng tay, hạ cái chẳng chân, tức là bể đồng thủ, dễ đồng thủ. Mặc dù họ là một quốc gia theo Phật giáo, và người mà không có biết ấy, về văn hóa Miến Điện ấy, thì đôi lúc thấy rằng tại sao Miến Điện là theo Phật giáo và các tướng lãnh quân nhân cũng là Phật tử, mà nhiều khi họ tàn sát, họ bắn giết dân, thậm chí họ bắn tấn công các chùa, các nhà sư, họ không hiểu. Nhưng mà phải hiểu được cái bản chất của người Miến Điện thì mới hiểu được chuyện đó. Đây là một chuyện rất là lạ đối với người nước ngoài, nhưng mà không có điều gì lạ đối với người Miến Điện hết. Thì quý vị khoan hỷ cho chúng tôi nói một điểm này nó hơi tế nhị một chút. Nó hơi tế nhị. Chúng tôi rất là sợ là quý vị hiểu lầm, bảo chúng tôi rằng chúng tôi có cái sự kỳ thị hay là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà đây là cái cảm nhận của chúng tôi, là cái dân
mà sống ở vùng sơn cước, vùng núi, phải nói đặc biệt là dân chúng chung quanh cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn, thì do cái thổ nhưỡng sống ở cái vùng núi, thưa quý vị, ở trong đó đặc biệt là người Tây Tạng đó, thì họ không có hiền. Một số Phật tử Việt Nam á, mà gặp nhà sư Tây Tạng ngồi tụng kinh niệm chú này đó, thì các vị nghĩ là Tây Tạng là xứ của Phật sống. Nhưng mà những ai mà hiểu được cái dân tộc Tây Tạng đó, thì thưa quý vị, là một dân tộc tương đối là họ sống, chúng ta tạm gọi là hơi bỏ biển. Quý vị biết là ở trong, vị nào mà có biết ở trong chuyện Kiếm Hiệp của Kim Dung, nó hay gọi các nhà sư Tây Tạng là phiên tăng. Và những nhà sư Tây Tạng đó rất được nhà triều đình nhà Thanh ủng hộ. Và ngày xưa bên Tây Tạng, mà nếu chúng ta qua Trung Quốc mà nghe nói các vị phiên tăng đó, là những vị mà thường giải quyết nhiều vấn đề bằng tay chân lắm. Thì dân tộc Miến Điện và Tây Tạng đó, nếu mà quý vị Phật tử nào mà biết á, thì hai dân tộc đó có nhiều cái đặc điểm giống nhau. Thứ nhất là về khẩu âm, tức là cái ngôn ngữ của Tây Tạng và cái ngôn ngữ của Ấn Độ, Miến Điện khi nói chuyện với nhau. Ngày hôm qua sư Tuệ Tàm có ghé chùa, chúng tôi có nói chuyện, sư Tàm cũng vui là cái khẩu âm giống nhau. Mà cái màu sắc, cái màu y đó, màu y của Tây Tạng và màu y của Miến Điện cũng giống nhau. Và có nhiều cái bản chất mà của người Tây Tạng và người Burma, tức là ở tại Miến Điện có nhiều giống dân Karen, giống dân Mon, Mon Khmer, giống dân San, giống dân đông nhất là giống dân Burma. Burma mà người Trung Hoa gọi là Giếng Điện, mà chúng ta gọi là Miến Điện đó, thì cái giống dân Burma vẫn tục đông nhất, chiếm gần 67% dân chúng Miến Điện. Thì thưa quý vị, chúng tôi phải nói một điều rằng người Miến Điện trong lịch sử đó là họ hơi găng á, chứ từ trong một dân tộc mà can mãnh, dân tộc mà sử dụng tới vũ lực nhiều đó, phải nói là dân tộc Miến Điện. Không phải ngày hôm nay đâu, mà từ ngàn xưa. Bởi vì khi biết là khi họ đánh sang Ayutthaya là một kinh đô Phật giáo của Thái Lan đó, mà họ đốt chùa, họ đập phá tượng mặc dù họ là Phật tử. Dạ, cái dân tộc Miến Điện là cũng phải nói là dĩ nhiên chúng tôi không nói là dân tộc nào gọi là hiền, dân tộc nào dữ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là có những dân tộc rất là hiền, có những dân tộc khác không được hiền lắm. Thì thưa quý vị, khi mà ngày Punna, ngày chúng ta không biết cái xuất thân của ngài, chúng tôi có tìm ở trong sớ giải thì không thấy xuất thân của ngài từ đâu, từ dục tùng, nhưng mà ngài định đến xứ Sundarbaranta để hành đạo. Thì Đức Phật ngài nói rằng người xứ Sundarbaranta là có tiếng là hung bạo, hung dữ. Thì con trong trường hợp như vậy thì con sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà trước khi đề cập đến cái đó đó, thì đề cập đến cái giai thoại này đó, thì phần này của giai thoại đó, thì chúng ta nên đi qua một chút về phần đầu. Đây cũng là một cái thông lệ, và một cái thông lệ này rất thường tìm thấy ở các quốc gia Phật giáo. Ngày hôm nay thì ở Việt Nam thì không có nhiều, nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện thì có thường là khi một người học trò hay là một ai đó đến đảnh lễ vị trưởng lão và sắp ra đi xa, và sắp đi xa, thì thường xin là vị đó dạy cho một vài điều pháp, giống như là một cái quà tặng tinh thần hay là một cái sự nhắc nhủ để mà mang theo. Chúng ta tạm gọi là lời dặn dò trước khi đi, lời dặn dò trước khi đi. Thì quý vị nào mà đọc
mà chuyện cổ Trung Hoa thì ví dụ như Tôn Cẩn sắp hạ sang thì cũng đến xin thầy mình là một vị ở trong đó gọi là một vị tiên đắc đạo đó, và dạy cho mình một điều gì từ tỷ xíu núi, và vị thầy đã giao cho Tôn Cẩn một cái cẩm nang, gặp những trường hợp nào khó khăn thì mở cẩm nang ra, sau này Tôn Cẩn xuống núi bị bằng nguyên hại thì dỡ cẩm nang ra thấy không có chữ cuồng với giả điên chẳng hạn, chúng ta tạm gọi như vậy. Thì cái chuyện mà một người học trò mà trước khi đi xa mà để định xin cái lời giáo giới trở thành một hành trang tinh thần đó là một điều thường xảy ra, rất thường xảy ra. Và chúng tôi đọc trong nhiều cái tài liệu đó thì điều này nó bắt nguồn từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Dạ. Quý vị biết rằng có lúc đó chư tăng rất là đông ở trong các phương quốc giáo, cả 16 quốc độ có thời chư tăng đông lắm, và khi các đệ tử vào đảnh lễ Đức Phật để xin Đức Thế Tôn ra đi đó, đi về nơi nào đó, thì các vị không ở với Đức, tại đông quá, và không thể nào tất cả chư tăng tập trung vào trong một thành phố và một ngôi chùa, thì đến đảnh lễ ra đi, và trước khi đi thì các vị xin cái lời dạy. Thì ở đây Tôn giả Buddha trước khi ra đi đó là một vị phàm tăng, là vị đệ tử đã đến đảnh lễ Đức Phật với tất cả tấm lòng thành kính, và cũng xin Đức Phật ngài có cái lời dạy cho sự hành trì. Thì đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài đã dạy một điều hoàn toàn trái ngược với những gì mà ngài hỏi sau đó. Dạ. Nếu chúng ta đọc đoạn sau thì Đức Phật ngài đề cập đến cái khả năng để vượt qua những cái điều mà trái ý nghịch lòng. Nhưng mà khi mà ngài dạy cho Tôn giả Buddha đó, thì ngài lại dạy về cái khả năng mà tâm không có dính mắc đối với những gì gọi là vừa lòng toại ý, tức là đối ngôn ngữ kinh điển là những điều khả ái khả ý. Hai điều này, điều mà Đức Phật ngài dạy Tôn giả Buddha và sau đó điều mà ngài hỏi Tôn giả Buddha, có vẻ như là đối lập hoàn toàn khác nhau, nhưng mà kỳ thật á, nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi, tức là cả hai điều giống nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như là với một người xuất gia thì người xuất gia phải chuẩn bị về tinh thần để đối diện với cả hai mặt. Một á, là những cái sự thành tựu, những điều lợi lạc mà một người xuất gia có được, như là cung kính, cúng dường, cung kính lợi đắc. Tại sao cần phải chuẩn bị đối diện với điều đó? Là bởi vì nếu mình đi tu mà những người Phật tử lui tới mà họ có vẻ kính trọng, trọng vọng mình đó, mà mình khởi cái tâm chấp, thì điều đó đó là một dấu hiệu cho thấy rằng mình mất phương hướng, cho thấy rằng mình bị dao động. Tại vì sao vậy? Là bởi vì cái sự cung kính, tôn trọng, cúng dường của Phật tử đó thật ra dựa trên truyền thống, thật ra dựa lên trên cái nếp căn bản của người cư sĩ đối với tu sĩ. Nhưng mà nếu vị tu sĩ lấy đó để làm hãnh diện, lấy đó để làm tham chấp, thì tự mình làm hỏng chính mình. Và một điểm thứ hai mà một vị tu sĩ cần phải đối khó phó đó, đó là những cái điều trái ý nghịch lòng, đó là sự cô độc, đó là sự thiếu thốn, đó là sự chịu đựng mà hoàn toàn không có sử dụng cái cách của người bình thường đối phó được. Ví dụ như là mình không có tu á, mình là người đời á, ăn miếng cả miếng, người ta chửi mình chửi lại được.
Người ta nói nặng mình nói nặng lại được. Còn người tu thì không làm như vậy. Thật ra, đối với người tu tập đó, thì phải luôn luôn có cái khả năng để ứng phó trong cả hai trường hợp, được và bị, điểm trái ý nghịch lòng và những điều mà thuận lòng, khả ái khả ý, và cả hai đều là nguy hiểm hết. Đối với những điều tốt đẹp mà mình dính mắc, mà mình tự hào, mà mình chấp thủ thì mình cũng chết. Và đối với những điều mà mình không thích, mà mình phản ứng quá đạt độ, mình quên đi cái vị trí, cái cương vị của người tu tập thì cũng chết. Ở đây ngài dạy tôn giả đối với những cái pháp vừa lòng đẹp ý thích thú thì không có bám, không có chấp. Về điều này đó, nó là một ở trong những chìa khóa rất là quan trọng để mình có khả năng đối diện với một cái mặt tiêu cực của đời sống. Cái này rất là khó nói, thưa quý vị. Chúng tôi thường lấy một cái hình ảnh của cái quả lắc của hễ nó đập về phía nó lắc về phía bên phải bao nhiêu thì rồi về bên trái bao nhiêu, chứ nó không bao giờ đưa bên trái và nó đứng lại ở giữa, hay đưa bên phải đứng lại ở giữa. Chúng ta càng thích thú, càng đắm nhiễm với những điều mà vừa lòng đẹp ý thì chúng ta lại càng buồn khổ đối với những điều không vừa lòng đẹp ý. Để điều này chúng ta khó chấp nhận lắm. Bản thân của chúng ta thì mình chỉ muốn hưởng cái tốt nhất nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có thích những cái mà ngược lại. Nhưng mà cuộc sống thì là một cái gói. Cái gói này nó bao gồm, chúng ta gọi là trọn gói. Đời sống nó là trọn gói, tức là nó có vui thì có khổ, có sum họp thì có chia ly, có những điều mà đẹp ý thì có những điều bất như ý. Hai cái này nó chung với nhau. Bởi vì hôm nay là qua Tết rồi thì chúng ta mới nói một điều là nếu mà chúng ta mong rằng mọi việc trong cuộc sống đều như ý và vạn sự như ý đó, cái người mà lúc nào mong vạn sự như ý thì người đó là người khổ nhiều nhất. Tại vì sao vậy? Tại vì nó có những điều không có như ý thì chúng ta khổ. Cuộc sống nó luôn luôn bắt buộc chúng ta phải có trọn gói. Dạ, rất là trọn gói. Thành ra một cái người sống mà với UBK, một người sống với cái tâm gọi là quân bình đó, thì khi vui cũng không có vui lắm, mà khi buồn thì nhờ như vậy thành cũng vừa phải. Bất cứ ai trong đời này mà gặp cái chuyện gì mà vui, mà vui nghĩa là vui thì vui cực điểm, thì tới chừng khổ cũng sẽ khổ da diết. Chuyện đó bắt buộc. Chưa bao giờ có trường hợp nào mà khi mình vui mà mình lao xả vào, mà khi mình khổ mình không có bị suy sụp hết. Hai điều đó nó luôn luôn đi chung với nhau. Mà không may cho chúng ta đó là chúng ta chỉ muốn lấy cái tốt nhất thôi, còn cái xấu nhất chúng ta không lấy. Thì bây giờ thử hỏi quý Phật tử là người ở ngoài đời mà có vợ có chồng đó, có ai mà lấy vợ lấy chồng chỉ hưởng cái tốt nhất, cái vui nhất, cái đẹp nhất của người vợ người chồng mà lại không hưởng luôn cái xấu không? Hãy chúng ta rinh một người nào về sống chung với mình thì mình phải hưởng cả hai. Không bao giờ mà chúng ta chỉ hưởng một phần, không có. Thì cuộc sống là như vậy. Vì vậy một cái chìa khóa mà Đức Phật ngài dạy ta sống đó, là nên sống với cái sự gọi là suratha, là sự điềm đạm. Chúng ta sống upekkha là sự quân bình, là cái diện vừa phải. Dạ. Không phải là chúng ta sống trơi trơi như cục đá, không phải. Nhưng mà đừng có quá lố. Dạ. Vui thì cũng chừng mực, thích thì cũng chừng mực. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó chúng ta phải hiểu rằng bất cứ sự vật gì mà mình có đó, kể cả một chiếc xe tốt nhất, dạ, một căn nhà tốt nhất, một cái châu báu tốt nhất mình có đó, thì nó cũng có hai mặt. Bây giờ quý vị có một cái vật quý nhất người ta tặng cho quý vị, nếu ai tặng cho chúng ta vật quý nhất thì mình có một cái hạnh phúc đó là mình lại có được một món tốt. Nhưng mà chúng ta quên rằng
cái sự gìn giữ, cái tâm phải lo lắng. Khi nó mất đi mà mình buồn phiền thì đó là cái giá mình phải trả. Chiếc xe mình đẹp bao nhiêu, tốt bao nhiêu, ra ngoài mình có hãnh diện không biết sao, nhưng mà ra ngoài phải lo lắng cho nó nhiều. Và lỡ ai đụng cọ quẹt thì chúng ta đau lòng, mà nó bị trầy sức thì chúng ta đau lòng nhiều hơn. Cái đó cái giá phải trả. Cuộc sống luôn luôn có hai cái đó. Đó chúng ta gọi là trọn gói. Thì đúng, chúng ta để ý kỹ đó, là trong cái lời giáo giới của Đức Phật, Ngài dạy là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi người, lưỡi nếm vị đó, nếu điều đó là điều khả ái khả ý đó, thì đối với một vị xuất gia thì mình hiểu, nên hiểu cái tính tương đối. Cái tính tương đối của nó đó là, à, nó có như vậy thì nó phải có mặt khác. Không bao giờ nghĩ đến có cái điều gì đó tuyệt đối trong cuộc sống. Nó có ba cái thí dụ về điểm này. Chúng ta nghe chuyện Tái Ông Thất Mã đó, nhiều lúc mình mất một con ngựa là buồn, nhưng cũng không hẳn, tự nhiên có con mai mốt nó trở về với con ngựa cái, thì như vậy là mất đó rồi được đó, rồi dẫn về ngựa cái mừng, thì sau đó lại có chuyện buồn. Dạ, chúng ta nhớ rằng khi con ông cưỡi ngựa mà có tai nạn là buồn, rồi cũng chưa hẳn là buồn, tới khi mà chiến tranh xảy ra thì con ông phải đỡ phải đi lính, thì đó là một cái may, ta nói quả phúc khôn lường. Thế trong cuộc sống, thưa quý vị, đây là một bài học rất là quan trọng cho tất cả chúng ta, là cái hạnh phúc, những cái thành công đó, một mặt nào đó nó làm cho chúng ta vừa lòng, nhưng mà nó cũng tăng trưởng cái bản ngã của mình. Nếu trong cuộc đời này mình đi tu á, mà mọi sự đều tốt đẹp, xuôi chiều, chèo bắt mái đó, thì thưa quý vị, có đôi khi chúng ta sẽ vướng vấp những điều mà chúng ta không nghĩ được, đặc biệt là bản ngã. Cái đó là cái rất là đáng sợ. Và những cái nghịch cảnh, những đau khổ mình trải qua đó, mặc dù nó khổ đó, nhưng mà nó lại làm cho mình sống khiêm tốn hơn, mình sống ít tự cao tự đại hơn, mình sống mình biết cảm thông người khác hơn, thì điều đó không có lợi. Mặc dù khi mà ai trải qua chuyện đó thì mình nói như vậy, người ta cảm thấy bực bội, tôi đang khổ mà tại sao nói như vậy. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta xét lại kỹ trong đời sống mình đó, thì sự đau khổ chúng ta tốt hơn là sự thất bại, nó giúp chúng ta nhiều hơn là thành công. Cái thành công á, nó cho chúng ta một số những cái vui, hạnh phúc, nhưng mà nó làm chúng ta cao ngạo, làm cho chúng ta cảm thông. Và đặc biệt là nếu người thành công sớm quá, thành công trẻ quá, và thường thường ấy, những người mà thành công sớm, thành công trẻ đó, là họ ít có cảm thông, giống như mình giàu quá, nhiều khi mình không cảm thông cái khổ người nghèo đâu. Nhưng mà nếu mình trải qua một thời kỳ niên thiếu khó khăn khổ sở đó, và nếu mình may mắn một chút thì mình dễ cảm thông hơn. Thành ra như vậy là trong cuộc đời này đó, nó có mang cái tính tương đối giữa cái tốt và cái xấu. Có những thứ mình nghĩ rất tốt nhưng lại rất xấu, có những thứ nghĩ rất xấu nhưng lại quá tốt. Thành ra người nào mà hiểu được sự tương đối đó, thì người đó lớn mạnh ở trong giáo pháp của Đức Phật, người đó lớn mạnh trên phương diện tinh thần, và người đó, đó sẽ hấp thụ được cái tinh hoa của cuộc sống. Cái tinh hoa này đó, nó không phải là từ vàng bạc châu báu gì, nhưng mà cái tinh hoa này đó là khi mà chúng ta có khả năng sống với cái tương đối, chúng ta chấp nhận cuộc sống có hai mặt, mặt phải và mặt trái, thì chúng ta sẽ thực tế hơn, chúng ta ít vấp váp hơn, chúng ta ít bị vướng víu hơn, chúng ta thực tiễn hơn. Thì ở đây nếu chúng ta đi vào bài kinh này đó, thì đoạn đầu đặc biệt Đức Phật Ngài dạy về cái gì? Ngài dạy về cái thái độ sống đối với những điều mà gọi là vừa lòng tuệ ý. Điều này có rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nhiều lắm. Nhiều lắm. Chúng ta có một bữa ăn ngon, có một buổi đi chơi rất là thú vị. Chúng ta có thỉnh thoảng có những cái thành tựu về học vấn, về về công ăn việc làm, về việc này việc kia, thậm chí là có đôi lúc đơn giản là
mình sống với một số người mà những người đó họ chỉ biết khen ngợi mình hạnh phúc vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi người mùi, thân cảm xúc đó, khả ái, khả ý, khả lạc đó, liên hệ đến dục hấp dẫn đó, thì mình tán thán chấp thụ, tán thán chấp thụ thì dục hỷ sanh, mà dục hỷ tập khởi thì khổ sanh. Đạo lý này thì người đời khó chấp nhận, nhất là chúng ta đang say men dính thắng, chúng ta đang say sưa với hạnh phúc, thì chúng ta không bao giờ nghĩ là dục hỷ sanh đó là tập khởi khổ. Phải, chúng ta phải sống trong Phật pháp lâu, chúng ta phải chịu nghe nhiều và chúng ta suy nghiệm nhiều thì chúng ta mới hiểu tại sao là dục hỷ là nhân sanh khổ, dục hỷ là tập đen. Tại mình thích quá mà. Bây giờ lấy ví dụ như bây giờ tự nhiên ai cho chúng ta món đồ rất quý giá, cảm thấy rất là hạnh phúc, rất hạnh phúc là người đó họ trọng mình, họ cho mình món đồ rất là quý, mình làm chủ vật rất là quý. Nhưng mà về để mình giữ cho nó an toàn, giữ cho nó tốt, xài nó thế nào vân vân và vân vân thì chúng ta sẽ thấy trong đó cái khổ đi theo, và cái khổ thường là mình không có nhận ra cái khổ đó. Bởi vì cái thú vị của bài kinh này đó, chúng tôi biết rằng có nhiều vị khi đọc bài kinh Phú Lâu Na thì chúng ta chỉ ngắt đoạn sau thôi, đoạn sau là cái đoạn mà Đức Phật hỏi tôn giả Phú Lâu Na mà chúng ta quên đoạn đầu. Nhưng mà nói lại là một điều rất là lợi lạc khi mà chúng ta đọc đoạn đầu, thì chúng ta đoạn đầu chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã mở đầu cái lời dạy, và tôn giả chỉ xin Đức Phật là dạy một cách vắn tắt, bởi vì tôn giả không muốn làm phiền Đức Phật. Và quả thật Đức Phật ngài dạy rất là vắn tắt, rất vắn tắt. Sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ, sự tập khởi của dục hỷ. Câu này có lẽ là rất là ngắn nếu chúng ta cô đọng như vậy, nhưng mà nó mất cả đời, nó mất cả bao nhiêu công phu tu tập để chúng ta có thể lãnh hội việc này. Để chúng ta lãnh hội, chúng ta cứ ngồi nhắm mắt lại mường tượng đi. Bây giờ đó mà có ai tặng cho chúng ta một chiếc xe rất quý mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện về chiếc xe đó, thì ai cũng nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của đạo Phật gọi là dục hỷ. Nhưng mà cái chuyện mà lo lắng bị cọ quẹt, hay là khi bị cọ xước, bị đụng chạm mà chúng ta khổ, thì chúng ta không nghĩ đến. Chúng ta chỉ muốn có một mặt thôi, đó là mặt tốt. Một mặt thôi đó là mặt vui. Một mặt thôi đó là mặt hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta quên rằng khi mà chúng ta chụp cái gì thì chúng ta ôm trọn gói. Chúng ta ôm trọn gói ở đây tức là nó có cả mặt này, mặt kia. Dục hỷ là một mặt, mà khổ là mặt khác. Mà hai mặt đó nó giống như hai mặt cái đồng tiền. Ví dụ mình lấy hai mặt cái đồng tiền, bảo rằng mặt nào có đồng tiền, cả mặt nào có đồng tiền, mặt bên phải bên trái vì đồng tiền. Và bây giờ thì chúng ta bước sang câu chuyện mà Đức Phật ngay sau đó ngài đã hỏi tôn giả Punna. Thì thứ vị tôn giả Punna đã bạch với Đức Phật là tôn giả sinh đến xứ Sunaparanta, giờ sẽ sống ở tại đó. Thì Đức Phật ngài ngay thời xưa, cách đây 25 thế kỷ đó, thì Đức Phật ngài cũng đã nói rằng ở đó dân xứ đó hung bạo thô ác. Ở đây thì chúng tôi cũng phải nói thêm là trên phương diện dân chủng học đó, thì người Burma đó là một cái giống dân từ cái vùng núi, họ là một trong những giống dân sống ở vùng Himalaya Sơn ở phương bắc là phía Vân Nam vùng núi, họ tràn xuống phương Nam thì đa phần cái dân mà ở vùng núi mà họ xuống đồng bằng á, thưa quý vị,
nó phải mất một thời gian tương đối dài để cái thổ nhưỡng của vùng đồng bằng ấy, khiến cho họ hiền hòa lại. Dân vùng núi mãnh liệt, rất mãnh liệt. Ở đây chúng tôi cũng phải thưa rằng, trong đời chúng tôi tiếp xúc với người Tây Tạng và người Miến Điện, họ tu dữ lắm. Mà nói chừng họ hung bạo, họ hung bạo dữ. Mà họ ác, họ ác cũng dữ lắm. Dạ. Người Đức Đại Lama có khi ngài nói rằng ai cũng tưởng là người Tây Tạng cũng tất cả đều tu thiền định, không phải. Người Tây Tạng cũng có người, không phải ai cũng tu thiền định hết. Nhưng mà phải nói rằng có tiếp xúc người Tây Tạng, người Miến Điện thì họ rất là quyết liệt. Rất là quyết liệt trong sự bảo vệ thân họ và bảo vệ những người thân, những người bạn bè. Và tương đối là hơi hơi bộ, không phải hơi mà rất là bỏ biển. Rất bỏ biển. Nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta, thượng cẳng tay hạ cẳng chân rất là dễ dàng. Ở miền Biển Đông cũng có một dân tộc khác cũng tương tự như vậy, là dân Hàn Quốc. Hàn Quốc, từ Hàn Quốc họ, họ cũng mạnh bạo về tay chân lắm. Bây giờ thì ở đây có một chữ mà chúng tôi không có hài lòng lắm ở trong bản dịch đó, đó là Phát Đa Ca, Sư Phát Đa Ca. Và trong bản dịch là chí thiện, chí thiện không phải là chuyển dịch ở tại đây. Dạ, không phải chữ chí thiện. Chí thiện là cái người tốt nhất, cao nhất. Chữ chí thiện không nên dùng ở tại đây, mà chỉ là người đó người tốt thôi, người rất tốt. Dạ, Phát Đa Ca là người tốt, Sư Phát Đa Ca một người rất tốt. Dịch như vậy là được, chứ không có nên dịch là chí thiện. Dạ, chữ chí thiện dịch như vậy nó hơi cương điệu quá. Dạ, tôn giả đây không có dùng cái chữ gọi là chí thiện. Thì Phật ngài nói rằng người Sunnavanta đó có tiếng là hung bạo, có tiếng là thô ác. Nếu người đó mắng nhiếc mạ liền thì con nghĩ sao? Thì tôn giả Phun đã trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng những người đó cũng còn rất tốt, người đó cũng còn tốt, còn rất tốt. Tại vì họ mới có chửi mắng bại đi con, chứ họ chưa đánh con. Chúng ta hiểu câu khởi đầu này rồi thì những câu sau chúng ta rất là dễ hiểu. Bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ như vậy. Là chúng ta sống chung với những người nào đó, mà khi họ giận mình, họ không nói gì, họ im lặng, thì chúng ta sẽ nghe thường họ đó rằng cái thằng đó, con đó hay là người đó bất lịch sự, họ xấu xa, gặp tôi mà không có chào, gặp tôi mà đến thinh không nói gì. Đó là cái cách mà chúng ta thường suy nghĩ khi người khác im lặng với mình. Nhưng mà thưa quý vị, ở một mặt khác, nếu chúng ta hiểu Phật Pháp và chúng ta có Yoniso Manasikara đó, thì chúng ta mới thấy rằng thật ra người khác họ bực mình, họ không thích mình, mà họ giữ im lặng là họ lịch sự đó. Chứ lẽ ra họ còn chửi mình đó. Quý vị thấy không? Mình thấy ai mà giận mình im lặng thì mình bực bội. Nhưng mà khi người ta chửi mình, nói rằng tại sao chửi tôi? Anh thích không thích thì anh chứ tại sao chửi tôi? Nhưng mà khi người ta không chửi mà người ta im lặng, mình cũng gây chuyện. Tức là người ta im lặng cũng gây được, mình cũng nghĩ, mình cũng phiền não. Và người ta nói mình cũng phiền não. Nhưng mà ở đây thì tôn giả Phunát lại đặt ra một vấn đề khác, là người ta còn có thể làm tệ hơn nữa mà người ta chưa làm được cũng tốt. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cách nói này cách nói dần lên, cách nói này cách nói cho có. Mà chúng ta phải thấy rằng đó là một cách nhận thức rất là thực tế trong đời. Rất thực tế. Khi mà đối diện với bất cứ điều gì mà không có vừa ý, thì chúng ta cứ xem cái chuyện người ta đối xử với mình như vậy là tệ nhất, tệ hại nhất. Nhưng mà không, chưa tệ hại đâu. Người ta còn có thể đối xử tệ hại nhiều hơn mà người ta không làm, chứng tỏ họ còn tốt. Chúng ta không đồng ý về chuyện đấy. Về điều này không đồng ý.
Chúng ta rất là khó chấp nhận những này. Tại vì bất cứ việc gì mình không vừa lòng thì mình đều nghĩ rằng chuyện đó người ta quá tệ hại rồi, quá tệ. Nhưng kỳ thật người ta chưa quá tệ đâu, người ta mới không vừa lòng thôi. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói một chuyện là chúng ta có làm việc ở đây, làm việc chung với nhau ở trong lớp Phật pháp Bodhidharma này. Có vị nào đó không có thích một người khác thì giữ im lặng, không hợp tác. Thì nếu một người khác thấy vị rất là bực bội, rất là bực bội, khó chịu, tại sao người đó có thái độ im lặng như vậy? Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ ngược lại là nếu người ta bực bội mình, người ta tức mình mà người ta có thể tắt chat, tức là họ viết lên những cái chữ rất là khó khó ưa, họ viết lên trên màn ảnh đó, thì quý vị nghĩ sao? Nó có thể, nhưng người ta đã không làm như vậy, người ta mới giữ im lặng. Ở trong đời sống này, thưa quý vị, nó xảy ra rất là thường, xảy rất thường. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp, đặc biệt là ở trong gia đình. Việc là những cách móc thì cách nào chúng ta cũng nhận được hết, nhưng quý vị nhớ, để nhận thì cách nào chúng ta cũng nhận được hết. Nhưng mà nếu chúng ta có Yoniso Manasikara đó, thì thứ vì chúng ta sẽ nhận ra cái tốt của người khác. Cái tốt ở chỗ nào? Cái tốt ở chỗ là như vậy, là khi mà người ta giận mình thì thay vì họ để cái chuyện nó biến thành những cái lời nói nặng nề, thì họ giữ trong lòng, họ chỉ im lặng thôi, thì kể ra họ cũng còn tốt. Nhưng mà nếu họ nói ra thì sao? Thì kể ra cũng còn tốt, là bởi vì họ chưa có bắn giết mình. Ví dụ chúng tôi sống ở trong một cộng đồng ở tại Houston. Quý vị biết rằng ở Houston đó, thì cộng đồng của người Việt cũng giống như tất cả những cộng đồng khác, hay có những cái chuyện mà lời qua tiếng lại, là nói xấu qua nói xấu lại, giữa tổ chức này đến chỗ khác, tiếng khác, giữa nhóm này đến nhóm khác, giữa hội đoàn này với hội đoàn khác, thậm chí giữa chùa này với chùa khác nữa. Nhưng mà nếu chúng ta lấy chuyện đó để chúng ta nặng lòng, để chúng ta thù oán, để chúng ta không đội trời chung, thì chúng ta quên đi một chuyện rất là quan trọng, là người ta chỉ mới nói xấu mình, người ta chỉ mới mạ lị mình, chứ người ta chưa có sử dụng đến bạo lực. Nói như vậy thì khó nghe, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng ở tại Mỹ đó, ở đây chúng tôi nói không phải cho quý vị nghe quý vị sợ nha, có một lần chúng tôi nghe người ta nói như vậy, là nếu một người này mà giận người khác mà muốn giết người khác chỉ tốn 2-3 ngàn đô la thôi, bỏ ra mướn những người sát thủ, có những người trong sở đen họ có giết dễ dàng, 2-3 ngàn đâu bao nhiêu đâu, người ta sẽ giết mình được dễ dàng. Hay hoặc giả là quý vị nghe những câu chuyện là có những người mà họ giận bạn đồng nghiệp, giận những người ở trong một tổ chức, mà họ xách súng vô, họ xả súng, họ bắn chết. Chuyện đó có xảy ra chứ không phải không xảy ra. Tại vì khi mà chúng ta nghe những chuyện đó đó, thì chúng ta nên nhớ rằng những người ghét mình, những người không ưa mình, kể ra họ còn rất tốt. Họ mới có chửi rủa mình trên net, họ chửi bằng email, chứ họ chưa bắn giết mình. Nói như vậy hơi khó chấp nhận, nhưng mà kỳ thật kỳ thật nó là như vậy đó. Ở trong cuộc đời này, chúng ta ít cảm kích cái tốt của người khác lắm. Dĩ nhiên là chúng ta cái gì cũng nói người khác xấu hết, nhưng mà cái xấu người khác đó, nó nếu mình ngồi mình suy nghĩ lại đó, là nó có xấu ở mức độ nào đó thôi, chứ nó không có đến nỗi, không đến nỗi mà nó chưa đến mức độ mà cao hơn nữa thì cũng còn nên cảm kích. Hồi nhỏ chúng tôi ở gần sư trưởng,
Sư trưởng hay thích kể câu chuyện là cầu cho bảo chúa sống lâu đời. Câu chuyện này nó cũng vui thưa quý vị, nó vui nhưng mà vui một cách chua xót á, là có một cái nơi mà có ông vua, mà ông vua độc tài độc đoán, thì ông với dân chúng rủa xả sao ông vua cũng chết, thì ông vua sau lên còn tệ hơn vua trước, rồi cứ cái ông sau tệ hơn ông trước á, thì sau này á, thì họ mới ngồi suy nghĩ lại là thôi thì nếu ông sao để ông chết thôi, thì có ông nào bằng lòng với ông đó, gọi là cầu cho bảo chúa sống lâu đời. Chúng tôi nhớ ông ngoại chúng tôi đó, hồi ở Việt Nam ông ngoại chúng tôi có nói chuyện là ông ngoại chúng tôi sống cả đời ở ở miền Nam thôi, ở miền khác thì chúng không biết, như ở miền Nam là thời Pháp thuộc thì tương đối là yên bình, cơm no áo ấm hơn, nhưng mà rồi Pháp đi rồi Việt Nam độc lập thì chế độ cộng sản miền Bắc, chế độ cộng hòa trong miền Nam thì nó gây chúng khó khăn hơn, khổ sở hơn thời Pháp thuộc. Rồi dân ở miền Nam bất mãn với đệ nhất cộng hòa, rồi đệ nhị cộng hòa lên còn tệ đệ nhất cộng hòa chút, rồi bất mãn đệ nhị cộng hòa, rồi tới sau 75 cộng sản vô là khổ hơn là trước 75. Để cầu cho bảo chúa sống lâu đời. Tất cả chúng ta trong cái đời sống này đó, nó cũng đi vào trong một cái trường hợp họ trớ trêu á, là mình đối diện với những cái nghịch cảnh, những khổ đau của cuộc sống đó. Thì cái nào mình cũng quán trách, mình cũng cho đó là cực điểm hết, nhưng mà không, không có đâu. Thật ra nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ đời sống thì cái nào nó cũng tương đối lắm. Và ở đây khi mà Đức Phật thì hỏi tôn giả Puna, nếu người ta chửi mắng Mạ Lị con nghĩ sao, thì nghĩ rằng cũng họ cũng rất tốt, họ mới chửi mắng Mạ Lị nhưng mà chưa đánh đập. Nếu họ dùng tay chân họ đánh đập con thì con nghĩ sao? Bây giờ con nghĩ họ cũng còn rất tốt, tại vì họ mới đánh đập cho họ khi giết con. Nếu mà họ giết con thì con nghĩ sao? Thì nói rằng kể ra thì họ cũng cũng tốt đó. Tại vì họ đã cho con có cái chết. Ở đây thì ngôn ngữ của ngài Xá Lợi, của ngài Bồ Tát nói cho chính xác nữa, có những đệ tử Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân thể sinh mạng, đi tìm con dao để tự sát, nay ta khỏi đi tìm mà ta được con dao, tức là ngài ngài chấp nhận cái chết. Chấp nhận cái chết. Và Đức Phật ngài dạy rằng lành thay ngài Puna, con có thể sống trong nước Sunaparanta khi con có đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Thì thưa quý vị, chúng ta nó có ba cái phản ứng của chúng ta đối với bài học này. Cái phản ứng đầu tiên cũng như bình thường khi nghe câu chuyện này đó, thì nghĩ rằng ngài Bồ Tát ngài ngài nói vần lên nói cho có nói thôi, nói quầy vốn thôi chứ không được gì. Tại vì ở trong đời sống của chúng ta nghĩ rằng mình đối diện với khó khăn là mình phải có biện pháp mạnh để đối phó, chứ suy nghĩ như vậy cho qua chuyện thì có gì đâu. Nhưng mà không phải đâu. Chúng ta đừng quên một điểm đó. Tất cả mọi thứ nó đến từ cách suy nghĩ của chúng ta hết. Chúng tôi có quen với một Phật tử cũng rất thân á. Vì nó luôn luôn đòi hỏi và đòi hỏi một cách mạnh mẽ rằng mọi vấn đề đều phải có giải pháp. Và cái giải pháp nó phải dứt khoát, phải rõ ràng, phải mau chóng. Nhưng mà thật ra cái giải pháp bên ngoài đó, nó chỉ tương đối thôi. Cái điểm chính là cái khúc mắc trong lòng. Chúng ta có khả năng để kham nhẫn không? Chúng ta có khả năng để sống điềm đạm không? Khả năng kham nhẫn, sống điềm đạm mà. Nó mới là chuyện chuyện rất là quan trọng đối với sự việc. Mà
có một cái phản ứng thứ hai của chúng ta đó, đối với cái khổ là đôi khi chúng ta khóc, chúng ta buồn. Cái khóc, cái buồn nó cũng là một sự tiêu cực. Và có một cái phản ứng khác mà chúng ta tìm thấy ở tại đây, đó là phản ứng bằng khéo tác ý. Nhìn sự việc nó ở một mặt khác, một mặt khác tốt hơn, mặt khác có lợi hơn. Đây là cái kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, thưa quý vị. Là một vị trụ trì, là một vị tu sĩ, và đặc biệt là chúng tôi có một thời gian dài làm việc trong giáo hội Nông Thống Nhất. Thì chúng tôi thưa rằng giáo hội Nông Thống Nhất cũng như là tất cả những tổ chức cộng đồng của người Việt là có nhiều sự dị biệt trong ý kiến lắm. Và cái sự dị biệt trở nên rất là gay gắt. Đôi khi dẫn đến cái chuyện mà lời qua tiếng lại rồi kiện tụng việc này việc kia. Và bản thân của chúng tôi đó, khi làm việc thì chúng tôi luôn luôn học được một bài học rằng làm thế nào mà mình sống qua những cái giai đoạn đó, qua những cái khó khăn đó mà không để cái tâm tư của mình nó bị đầy sức. Đừng để mình mất cái niềm tin vào cuộc sống. Đừng để cho mình bị phiền não. Đừng để cho mình nuôi hiềm hận. Đó là chuyện quan trọng. Chứ thật sự đối với chúng tôi chuyện khác không quan trọng. Cái chuyện quan trọng nhất của cuộc sống là mình phải làm sao mà mình đi qua những cái giai đoạn cuộc sống giống như mình đi qua một cái khu rừng. Chẳng có chuyện gì để được từ khu rừng đó hết. Quý vị đi vào rừng á, chẳng gì qua khu rừng. Nhưng mà mình đi qua đó đừng để cho mình bị sụp hố, đừng để cho mình bị trầy, bị sức, và đừng để cho mình mang một vết thương trong lòng mà vết thương nó quá sâu đậm đến nỗi mà nó trở thành một nỗi ám ảnh, một sự vướng vấp trong đời. Chúng ta có thể sống với một nội tâm, một nội tâm đó vẫn có đầy đủ cái niềm tin ở cuộc sống. Cái nội tâm đó vẫn đầy đủ sự tích cực của cuộc sống. Nội tâm đó vẫn đủ cho chúng ta có cái nhiệt huyết để lên đường. Nếu mà chúng ta đụng những khó khăn mà chúng ta đổ rút bỏ lại, nói thôi, tôi không làm nữa. Sống như vậy là chán quá, tôi không làm nữa. Nó cũng là một cực đoan. Mà khi mà đụng chuyện gì mà chúng ta lao trong đó, ăn thua đủ, phải làm sao phải hận thù, phải làm sao phải làm lớn việc, thì nó cũng là một cực đoan. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể đi tới với cuộc đời này và đi tới bằng tâm an tịnh. Và đây là một điểm mà làm cho câu chuyện, làm cho cái giai thoại của Ngài Buddha trở nên rất đẹp. Nó đẹp ở chỗ nào? Tôn giả đã đến đó, đã mang lại sự an lạc cho những người vốn không có hảo cảm với mình. Và chính bản thân mình cũng thành tựu, cũng chứng đắc tam minh. Và tôn giả thì tuổi thọ ngắn là viên tịch Niết Bàn. Nhưng mà để lại cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp. Không có chối bỏ cuộc đời. Cũng không có thù hận với cuộc đời. Không có tham cầu cuộc đời. Mình có kỳ vọng cuộc đời nhiều quá, mình tham cầu quá, mình cũng khổ. Mà mình hiềm hận với cuộc đời, mình cũng khổ. Mình đòi hỏi cuộc đời cũng khổ. Làm sao mà chúng ta có đủ sự kham nhẫn, có đủ sự điềm đạm, có thể đi tới, đi một cách nhẹ nhàng, đi một cách không có trầy sức, đi một cách mà không có để những vết thù trên lưng ngựa hoang. Tức là chúng ta có thể đi tiếp tục trong cuộc sống này, rồi chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta rời bỏ cuộc đời này, rồi chúng ta bỏ lại sau lưng tất cả. Nhưng mà dĩ vãng nó không phải là những vết thù, dĩ vãng nó không là mối hận lòng, dĩ vãng nó phải là gì? Nhưng mà chúng ta có thể nhẹ nhàng buổi sáng thức dậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Làm thế nào mà mỗi chúng ta có đủ sự thanh thản để ngồi trong một cái đạo tràng, mong cho mọi người chung quanh được an lạc. Làm sao chúng ta ngồi ở trong một lớp học như vậy, mong cho mọi người chung quanh được an lạc, mà không có một cái sự bực dọc, hiềm hận, ác ý bất cứ ai, thì điều là điều quý rồi. Chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động,
thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời. Mà cái sự thanh tịnh, nói năng hành động để hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình đó, nó là một cái sự thật từ cái khéo tác ý. Khéo tác ý thế nào mà để tâm của chúng ta được thanh tịnh? Nếu chúng ta không khéo tác ý, thưa quý vị, tâm của chúng ta nó là một thùng rác, một cuộc đời quăng vào trong đó nó có muôn trăm muôn ngàn thứ bẩn thỉu, và chúng ta suốt cuộc đời sống với thùng rác đó, không ai muốn sống với thùng rác như vậy. Nên chi đây là một câu chuyện rất đẹp, và cũng là lý do tại dễ hiểu tại sao mà câu chuyện này đã trở thành một cái giai thoại truyền đời mà tất cả các tông phái của đạo Phật đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, bởi vì thật sự câu chuyện rất đẹp, thật sự câu chuyện cho chúng ta nhiều bài học, và bài học ở đây là những bài học rất là cụ thể trong đời sống. Người Tây phương họ có câu nói rằng nếu Thượng Đế cho bạn một cái chanh thì bạn hãy làm trở thành một ly lemonade, tức là một ly nước chanh. Ly nước chanh thì ngon, tại sao chúng ta ngồi rách trái chanh là chua? Trái chanh thì nó phải chua rồi, nhưng nếu chúng ta khéo pha thành ly nước chanh thì thưa quý vị, cũng vậy trong cuộc sống này, chúng ta không có quá lạc quan tếu. Ví dụ chúng ta nói là ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chúng ta không cần làm anh hùng hào kiệt, nhưng mà có một điều là chúng ta đừng bao giờ ngây thơ để đòi hỏi rằng cuộc đời phải là bằng phẳng, cuộc đời phải suôn sẻ. Nhưng mà cái khả năng để đối diện với cái thực tại chướng ngại trong cuộc sống, cái khả năng có thể nuốt những cái khổ đau và chuyển hóa nó trở thành một cái chất liệu cho sự trưởng thành. Sự trưởng thành đã được trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật. Cái chất liệu làm cho chúng ta sống có khả năng tham nhẫn hơn, điềm đạm hơn, điềm đạm hơn với cả hai phương diện được và mất. Mà phải nói rằng tất cả chúng ta đều mong được nhiều hơn mất, nhưng mà cái lời giáo huấn của Đức Phật, Ngài chỉ cho chúng thấy sự nguy hiểm của cái gọi là được. Nếu một người họ quá thương mình, họ cho mình quá nhiều, và cuộc sống này nó quá đãi ngộ đối với chính mình, sự đãi ngộ đó để cho mình ngủ mê trong chiến thắng, sự đãi ngộ đó để cho mình đặt quá nhiều kỳ vọng, sự đãi ngộ đó để cho mình cảm thấy rằng cuộc sống đẹp như bài thơ, thì coi chừng chúng ta sẽ khổ. Và cái khổ nó đến thì chúng ta cũng phải có một cách để đối diện, một cách ứng phó, một cách tiêu hóa, giống như là với những cái được, với những cái khả hỷ khả lạc vậy đó. Thì nói chung là không bao giờ chúng ta sống với cuộc sống mà chỉ có một chiều, một mặt, mà chúng ta sống với cả hai mặt, phải và mặt trái cuộc sống. Chúng ta luôn luôn đón nhận thực tại trọn gói, the whole package, chứ không phải là chỉ có một cái tốt, một cái xấu, hay cái xấu không có tốt. Người ta nói rằng cuộc sống nó có sự công bằng tự nhiên. Khi mà Thượng Đế đóng cửa này thì sẽ mở ra cửa kia. Câu nói đó nếu chúng ta hiểu ở một cái chừng mực nào đó thì nó cũng đúng. Cuộc sống giống như tái ông thất mã. Cuộc sống giống như là hai mặt của đồng tiền. Và tất cả chúng ta nên suy gẫm về cái tinh thần tích cực của Ngài Buddha. Và rõ ràng rằng ở trong bài kinh này, Ngài Buddha là một trong những đệ tử rất xứng đáng của Đức Phật, đã học, đã lãnh hội và đã đem lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay về tôn giả Buddha. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận trong ngày. Mà thưa tòa tiểu siêu không biết, thưa tòa tiểu siêu không còn có mặt ở trong room nữa rồi. Phải vì quý vị không thấy thưa tòa tiểu siêu có mặt trong room rồi. Bây giờ thì xin được thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền ấy, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Chắc thượng tọa Tuệ Quyền không có mặt trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ, sa thú. Thượng tọa Tân, trong cái kinh nghiệm về cuộc sống thượng tọa đó, thì đối với người tu tập thì so sánh giữa cái thuận cảnh và cái nghịch duyên á, thì cái nào đáng sợ hơn, cái nào khiến cho chúng ta
dễ thối thất hơn. Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tỷ Quyên, tọa Minh Hạnh, Đại đức Tỷ Tri, Đại đức Tỷ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Qua câu hỏi của thượng tọa thì cái cuộc đời này đó thì chúng ta gặp cũng có nhiều cái thử thách, rồi có nhiều cái thuận duyên cám dỗ trong cuộc đời. Thì ở đây con nghĩ rằng cái người mà có nhiều cái nghị lực mạnh mẽ thì khi mà có những thử thách thì họ lại càng muốn vượt lên, họ muốn vượt qua trong cái thử thách, dù khó khăn như thế nào đó, thì trở ngại như thế nào thì họ cũng cố để vượt lên, họ tìm cách này cách nọ để mà vượt lên, vượt qua chính cái khó khăn đó. Thì mỗi người đó, chúng ta thấy có những cái sự thử thách khác nhau, có những sự thử thách khác nhau về thử thách về hoàn cảnh sống, về thử thách về nhân tình của con người, nhân tình của con người. Thì có những cái sự thử thách đó, có nhiều người thì họ hoàn cảnh sống họ chịu được, nhưng mà con người thì họ không chịu được. Có những người thì họ dễ dàng có thể là chấp nhận với cái sự thách của con người, nhưng mà cái hoàn cảnh sống thì họ không chịu được. Cho nên ở đây con nghĩ rằng trong mỗi cái sự việc đó, mỗi cái hoàn cảnh sống thì đòi hỏi một cái người tu có nghĩ rằng cần phải tỉnh táo trong mọi lúc mọi nơi. Thì khi mà mình có đầy đủ cái sự tỉnh táo như vậy đó, thì cái sự thử thách đó mình không phải là cái cách để chống trả hay là cái cách để tránh né. Có những cái giống như Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc vậy đó, thì tùy vào có những cái mà nó sanh ra cuộc lậu hoặc phiền não đối với mình, cho nên là có khi mình cũng phải tránh né, có khi thì mình cũng phải là do cái sự tu tập của chính mình. Nếu mà mình không có nội tâm, không có cái nội lực tu tập tốt á, thì đối diện trước cái hoàn cảnh thử thách á, thì mình dễ bị gục ngã. Chúng tôi nghĩ rằng là ở đây đó là có những cái mà chúng ta gục ngã dường như là những chuyện nhỏ thôi, nhưng mà lại bị gục ngã. Trong khi những việc lớn, thử thách lớn, nghịch cảnh to đó, thì mình lại có đủ cái nghị lực, có đủ cái khả năng để vượt lên, để vượt qua khỏi cái sự thử thách đó. Trong khi những cái sự thử thách nho nhỏ thôi, về chúng ta thấy rằng có nhiều khi cái hoàn cảnh họ sống rất là họ chịu thử thách rất là hay, về khắc nghiệt nhiều thứ và an mạc ở nhiều thứ trên cuộc đời này, nhưng họ những chuyện đó đối với họ rất là bình thường. Nhưng mà chỉ có một cái người nào đó, về con người đó, họ có một chỉ cần một cái câu nói thôi là khiến cho cái người đó họ phải bỏ cuộc, họ không thể nào chịu nổi, và có khi họ phải vượt qua, họ cũng phải là quỵ ngã trước cái câu nói đó. Thì con nghĩ rằng ở trong mọi cái hoàn cảnh đòi hỏi mình cần phải có cái sự tỉnh táo là như vậy. Bởi vì mình tỉnh táo ở đây đó là mình suy xét rằng nếu cuộc đời đó thì hoàn toàn là suôn sẻ hết đó, thì không có cái gì để gọi là có giá trị.
Và nếu mà cuộc đời này có nhiều cái sự thách như vậy đó, thì rõ ràng là có giá trị, nhưng liệu rằng là mình có đủ khả năng để mà mình chống chọi, hay là đủ khả năng để mà mình tỉnh táo để vượt lên hay không, hay là mình phải bị gục ngã. Thì ở đây con nghĩ rằng trong cái sự thử thách đó, thì nếu như một người mà họ trực diện đối với hoàn cảnh thử thách, nhưng mà họ có đủ cái nghị lực, họ đủ cái sự khôn ngoan để mà họ tránh né, hay hoặc là họ đối mặt với những cái hoàn cảnh thử thách đó. Ở đây đó là không phải là đối mặt để rồi họ phải phải sa sút cho cái đời sống tu hành của họ, nhưng mà họ đối mặt ở đây họ tỉnh táo, nhưng mà rồi đối mặt với những cái sự thử thách đó, họ lần lượt họ cũng vượt qua được, là như vậy. Còn vấn đề mà con nghĩ rằng cái thuận duyên ở trong đời sống nhiều khi thấy nó như vậy, tiềm ẩn như vậy, nhưng mà thấy nó không phải là cái gì đâu mà phải cường bạo, mạnh dạn hay là cái gì đó nó thô thiển. Nhưng mà rõ ràng những cái mà nhiều khi mình không nhận ra đó, con nghĩ rằng có nhiều khi đó mà mình xuất gia tu hành, hay là người cư sĩ cũng vậy, giống như là các vị xuất gia tu hành, nhiều khi mình thấy nó là bình thường ở trong cái đời sống, nhưng mà tự nhiên có những cái việc gì đó, có người khác giúp đỡ mình lo cái này cái nọ, rồi mình nhiều khi mình thấy đó cũng là cái vui. Cái vui là sao? Ít ra thì mình cũng là cái người có phước để người khác giúp đỡ cho mình, hỗ trợ cho mình về mọi mặt để mà mình tu hành, hay là để mình làm cái gì đó. Nhưng mà rồi thì nếu như mà mình không có phước thì cũng không ai giúp đỡ mình đâu. Mình thiếu về nhân lực, rồi mình thiếu về tài chính, rồi mình thiếu về cái mặt này mặt nọ, nó có nhiều thứ lắm. Không có đủ, không có người để ủng hộ mình thì mình cũng khó mà thành công. Nhưng mà rồi nếu như mà mình thuận duyên với cái điều gì đó mà mình thấy rằng chính cái điều đó nó trở thành cái mà mình ngủ quên ấy. Ngủ quên có nghĩa là con nghĩ rằng Đức Phật ngài dạy có những cái mà mình cần phải tỉnh táo, hay là những cái mà mình cần phải có nhận xét thấy rõ, chứ không phải là bấy nhiêu đó. Nhiều khi mình những cái sự tự nhiên đó mà mình nghĩ rằng cái đó là cái mà thành công của mình, nó cũng phải chưa phải. Và cái kết quả trong cái đời sống tu hành mình, sự thật ra những cái điều đó nó cũng không phải là những cái mà mình nói là cho nó là cuối cùng, không phải là cuối cùng. Nhưng mà rồi đó là có những người đó thì con thấy rằng là nhiều khi trong cái sự thuận duyên mà họ lại ngủ quên đi, ngủ quên trong cái sự thuận duyên đó, cứ nghĩ mình là được cái sự giúp đỡ của người này, phải được người này giúp kìa, phải được người kia giúp đỡ, rồi lúc cuộc lại đó là mình bị quên đi cái mục đích chính của mình là một cái người tu hành, hay là một cái đời sống phàm hạnh, hay là cái này cái nọ, hoặc là mình bị lao luôn, bị xáo trộn trong cái đời sống tu hành, thì đó cũng là cái điều thất bại. Cho nên con nghĩ rằng cái này nó cũng tùy thuộc vào mỗi người, trong mỗi lúc, trong mỗi trường hợp, trong mỗi lúc đó. Có những việc thì con nghĩ rằng ngay cả những sự thử thách hay là những ở trong cuộc đời này, hay là những sự thuận duyên trong cuộc đời này đó, thì mình cũng cần phải tỉnh táo để mà mình uyển chuyển, để làm sao mà mình nghĩ rằng thứ nhất trong cái đời sống tu hành của mình đừng để bị đánh mất đi một cái gì đó. Không phải vì cái nghịch cảnh mà mình đánh mất đi cái đời sống tu hành của mình, mà cũng không phải là vì thuận duyên cám dỗ đó mà mình đánh mất đi cái đời sống tu hành của mình. Thì như vậy thì trong mỗi hoàn cảnh, cái khó cái dễ đó, cái khó cái dễ là tùy vào cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà con nghĩ rằng trong cái sự cám dỗ hay là cái sự thuận duyên đó, nhiều khi mình ngủ quên,
ngủ quên, ít có nhận ra lắm. Khi mà mình không nhận ra đó thì trong khoảng khắc đó là mình dễ dàng bị sa sút đối với cái đời sống tu hành. Cho nên riêng bản thân con nghĩ rằng là tùy vào mỗi người, mỗi người trong mỗi hoàn cảnh thử thách hay là cám dỗ hay là thuận duyên gì đó, tùy vào mỗi người mình thấy khó hay là dễ. Quan trọng là trong mỗi trường hợp, trong mỗi sự việc, mình cần có cái sự tỉnh táo để mà mình uyển chuyển. Thứ nhất là giữ được đời sống tu hành của mình. Cái thứ hai nữa là ít ra trong những cái việc đó mà mình làm lợi ích, nó ảnh hưởng lợi ích đến những người chung quanh, thì cái điều đó mình cũng nên, cũng nên. Nhưng mà mình cũng không đánh mất đi cái đời sống tu hành của mình. Nhưng mà có một điều thì con nghĩ rằng trong cái sự thuận duyên, dễ dàng cho người ta bị ngủ quên. Khi mà mình ngủ quên thì nhiều khi mình bị lạc lối không hay. Đây là cái ý kiến mà con xin trả lời trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con tính Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giả. Sa thủ cái trừng Thượng Tọa Pháp Tầng với câu trả lời vừa rồi. Thượng Tọa Tây Quyền ơi, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu dạ, Thượng Tọa Tây Quyền, dạ, con nghe. Thượng Tọa Tây Quyền, ở đây thì chúng ta nói về câu chuyện của Ngài Buna. Chúng ta nói về cái phản ứng sự như lý tác ý. Hay là khéo tác ý, không khéo tác ý. Thì Thượng Tọa có thể làm cho một vài gợi ý là mình làm sao để mình có được cái khéo tác ý hay chánh tư niệm, tức là vô chật mà chúng ta không có chuẩn bị được. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ đến Đức Phật Ký Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Đẳng Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Tự Tri, đến Đức Tự Đức, xin thân cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng cho Phật tử. Dạ, quả thật thì đây là một cái thái độ xử lý khi chúng ta gặp phải những cái bất ngờ xảy ra, hay là ngay cả chúng ta có sự chuẩn bị, chứ đừng nói chi là bất ngờ. Nhưng nếu như chúng ta không khéo, chúng ta gọi là như tất ý, hay chúng ta gọi là không có bình tĩnh theo cuộc đời, nó theo xã hội, thì chúng ta không có bình tĩnh, thì chắc chắn rằng một cái phản ứng tiêu cực chắc chắn xảy ra. Nhưng phải nói rằng ở trong cuộc đời con người luôn luôn, chính vì nếu chúng ta hiểu được, chúng ta bình tĩnh, thì mọi việc nó có đều có một lý giải hết. Thì cái sự bình tĩnh đó là biết như lý tắc ý, biết kham nhẫn, biết chịu đựng một chút xíu, thì chuyện gì rồi nó cũng qua. Lớn thật là lớn, khủng khiếp thật là khủng khiếp, nhưng rồi cảm thọ nó vô thường, những sự tình gì rồi nó cũng trở lại cái trạng thái bình thường. Mà ở đây chính chúng ta, tự chúng ta không cho chúng ta bình thường, cho nên tự chúng ta phải chuốc lấy những khổ nạn mà chúng ta đã thể hiện qua cái thái độ của mình. Người ta nói xấu mình, hay người ta vô tình mình gặp phải cái người đó, họ gây cho mình những cái đau khổ bây giờ gặp lại, vân vân, thì chúng ta, nếu như chúng ta trong vô tình chúng ta nghe người ta chửi mắng hay phỉ báng mình, thì mình nghĩ lại một chút xíu, xét suy về cái tình, xét đi về cái tình huống, tại sao họ nghĩ xấu mình, tại sao mà nói xấu mình, hay tại sao như thế này như thế nọ. Chứ chúng ta khoan hãy là tại sao người này lại nói tôi như thế, điều đó là không được. Khi chúng ta buộc, khi chúng ta so sánh, hay khi chúng ta có cái sự phân kỳ, là chắc chắn chúng ta rất là bất lợi. Chúng ta chịu khó, hay là khi nói, nhắc cái tên chúng ta, những điều mà chúng ta chưa có nghe rõ, mà chúng ta tự quyết, đó là cái chuyện coi như là người ta nói mình. Tự nhiên chẳng hạn như hai người ta đang nói chuyện khi mình đi tới, cái người ta im lặng,
Đó là một trạng thái bình thường. Tại vì thì có một cái cảnh, nó xuất hiện cái cảnh mới, thì lúc đó tâm người ta dừng lại, thì cái tự nhiên mình nói, ủa, bà đang nói xấu tôi gì mà tại sao mà im lặng như thế? Thì quả thật nếu như chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy, họ nói gì đó, do mình mới đi tới thôi, thì họ nói đâu có nói gì đâu. Giờ quý vị nghe tôi nói rõ. Và khi mà được biết đó, thì không có chuyện gì hết trơn. Họ nói rằng bộ có tịch hay sao mà đục trịch. Họ nói gì cái tự nhiên cái mình phát sùng lên, mình phát bực lên. Thì cái thái độ và cái trạng thái tâm lý xử lý của đó là chúng ta đã tự động đưa cho mình nhiều cái đau khổ rồi. Chứ nếu lúc chúng ta chỉ đi tới, à thì họ đang nói chuyện thì đi tới, họ dừng lại chứ không có chuyện gì. Thì chúng ta chỉ khởi nghĩ như vậy không có chuyện gì, bằng cái khéo tác ý, bằng một cái dẫn giải cho cái tâm mình đang có sự nghi ngờ, thì mọi việc nó bình thường. Nhưng chúng ta nói tự nhiên nói rồi tôi đi tới cái tự nhiên im lặng là sao, thì chúng ta hỏi cái nguyên nhân, thì tự nhiên thì cái chuyện ủa có chuyện gì sao mà hỏi có tịch rồi rục rịch à, thì tự nhiên như là một lời buộc tội, thì tự nhiên có những cuộc cãi vã, có những cuộc xử lý nó lớn lao lên. Mà người ta nói là nhiều khi giận quá rồi mất khôn là như thế. Còn thí dụ như ở trong kinh có cứu Phật dạy rất là hay, nó mắng tôi đánh tôi cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi, không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Mà nếu chúng ta ôm ấp thì không bao giờ nó nguôi được, mà không ôm ấp thì ở đây có hai thái độ. Một thái độ chúng ta chấp ngã quá lớn, chúng ta không có sự khéo tu tập, hay chúng ta không có một sự chịu đựng, có sự kham nhẫn, mà mình tranh hơn tranh thua, thì chắc chắn rằng cuộc đời này nhiều đau khổ, nhiều cái tình huống nó sẽ xảy ra. Cho nên những điều gì mà nó nghịch ý, nó trái ý nghịch lòng với mình, mà chúng ta phản ứng với cái thái độ tích cực, thì cái thái độ tích cực đó chính là cái thái độ mà chúng ta cần phải có một sự nghiệm suy. À, nó mắng mình, nó chửi mình bởi vì ở đó mình đã gây một cái chuyện gì ân oán với họ, hay là mình bị một cái theo như pháp thì chúng ta nói rằng chúng ta bị một cái kỵ rơ. Cái gọi kỵ rơ nó chẳng qua đó cái chuyện không có vừa lòng, không có hợp duyên với nhau, thì chúng ta nghĩ người này không hợp duyên thì thôi hết, chứ nó có chuyện gì. Thì sáng nay chúng tôi có một cái đi đến cái chỗ với cùng với Chư Tăng. Thì nhắc đến một người Phật tử, thì một người Phật tử đó, không có chuyện gì với chúng tôi cả, nhưng điều mà với Chư Tăng thì có một vị sư nó, họ cũng nói rằng mình không bao giờ nhắc họ, cũng họ cũng không bao giờ nhắc mình. Cái họ nói rằng mình với họ không có cái duyên. Thì khi Chư Tăng nói vậy thì họ nói cho cái vị sư đó nghe như vậy, thì mình nói ok, cái người đó thì mình không có cái duyên, cho nên về mình gặp á nó không có tiện. Rồi thôi. Cái ủa sao biết hay vậy, thì mình tự nhiên mình thấy mình biết có chuyện gì đâu. Người ta có thể cười với tất cả mọi người, nhưng người ta chỉ không cười với mình. Cái tự nhiên mình bực bội với cái bà đó như thế này thế kia thì không có. Một chuyện đơn giản như thế thì không có chuyện gì hết. Thì thượng tọa nó không, người ta cũng suy nghĩ y như suy nghĩ vậy đó. Ồ nha, vậy tốt, không có chuyện gì hết. Thì quý sư khổ duyên thì quý sư gặp đi, chứ tôi không gặp được. Thì mình dừng lại, thì mọi chuyện đó chứ còn, ủa mình làm cái gì mà người ta ghét mình? Hay là tự nhiên người ta làm cái gì mà mình phải suy nghĩ lớn như vậy? À không có duyên thì thôi, một cái chuyện đơn giản thôi. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta gặp một cái thế nghịch lòng xuống, thì chúng ta, nó không vừa như ý mình đó, thì chúng ta nghĩ là nó không có thuận duyên, thì mọi chuyện nó cũng tốt đi. Chẳng qua ôm ấp á thì tôn tạo cái ngã, mình bị người ta mắng nhiếc, mình bị người ta chỉ nhục, mình bị người ta đánh đập mình. Sự thật ra nếu chúng ta duy lý ra đó thì không có chuyện gì mà tự nhiên, nên đều có nhân quả. Mà chúng ta nếu hiểu trên tinh thần tích cực bằng cái yoniso manasika đó, bằng khéo tác ý đó, thì mọi việc nó bình thường. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm,
cảm thấy bị bị xem thường, thì tự nhiên bao nhiêu cái bực bội, cái khó chịu nó sẽ dồn lên tận óc của mình. Và thế là bằng một phương tiện này, bằng một cái cách kia, để chúng ta trả, chúng ta đối đáp lại, hay chúng ta trả đũa lại. Thì ở đây chính là người ấy không có một cái sự tu tập, người ấy không có một sự bình tĩnh. Cũng như mình phải tu tập từ tâm, thì đành rằng mình khó làm, nhưng cũng sẽ làm được đó. Mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào, mình cũng nói với từ tâm, làm với từ tâm, nói với từ tâm, suy nghĩ với từ tâm, không làm, không nói với sân tâm, với ác. Thì mình lỡ mình bực, mình nói, thì mình nói, thôi dừng lại đi, dừng lại đi. Không có chuyện gì hết. Và trong cuộc đời mình chủ trương rằng, mình phải luôn dạy chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ nó trở nên đơn giản và bình thường. Thì mọi chuyện nó bình thường, mà mình muốn bất thường, cái ý của mình nó tác ý bất thường thì nó sẽ bất thường. Mình tác ý nó bạo loạn thì nó sẽ bạo loạn, mà mình tác ý nó nhẹ nhàng, nó hòa nhã, nó bình yên thì nó sẽ bình yên, do cái tác ý của mình hết. Bởi vì rất là quan trọng trong cái sự tu tập cũng vậy, mình muốn chuyển hóa cái tâm của mình. Khi mình bị câu thúc, khi mình bị đau khổ, khi mình bị bực bội, khi mình bị nhiều cái mối tương quan mà nó xảy ra tới cho chúng ta, thì cái gì cũng vậy, bình tĩnh thì nó vượt qua. Thí dụ như bây giờ, như chúng ta thấy ngày buôn bán, nếu họ đánh mình, đập mình, họ chửi mình, nhưng họ chưa đánh mình, họ đánh mình thì mình cũng chưa đến nỗi mà bị thương. Ngay cả bị thương thì mất cái tay, mất cái chân thì cũng chưa mất mạng. Thì cái sự so sánh đó, đó cũng là những cái bài học mà chúng ta suy nghĩ. Thì họ quan trái với mình như thế, thì quả thật nếu như, dĩ nhiên chúng ta khó khăn mà để giữ một thái độ tích cực, nhưng chúng ta cố gắng giữ cái thái độ tích cực đó đến một lúc nào thì hay lúc đó, hay là chúng ta bực bội, chúng ta nói lên, nhưng nói lên trong một cái kiểm soát, hay trong một cái như lý tắc ý, cẩn trọng, đừng để xúc, đừng để những cái lời nói ác độc, đừng những lời nói thô tục, những cái lời nói sân si, những cái lời nói thiếu suy nghĩ là do tâm sân khởi lên. Thì đó cũng là một cái điều mà khi chúng ta có sự kiểm soát, khi chúng ta có một cái như lý tắc ý mà hướng đến tích cực, mà nếu như là lỡ rơi vào cái tiêu cực, thì tất cả chúng ta cũng sẽ kịp dừng lại. Bởi vì mình nghĩ thí dụ như thôi mình tu, tuy là còn phàm, nếu điều mình cũng là người tu, thôi mình phải biết dừng lại, chứ mình không thể tranh hơn được chứ, người ta không nên. Và cần thiết gì làm như thế để gây quan trái? Khi chúng ta nghĩ như thế, gây quan trái rồi đau khổ như thế này, đau như thế kia, cái nghịch duyên như thế này và nghịch cảnh như thế nọ, thì tự nhiên chúng ta sẽ có sự bình tĩnh lại. Lỡ họ đánh mình đau một chút xíu rồi nó hết đau, nhưng nếu mà mình họ đánh mình có một cái mà mình đánh họ ba bốn cái thì ai đau hơn ai? Cả hai đều đau, và chúng ta đau đau đớn ở ngay hiện cuộc này và đau đớn ở mai sau nữa. Bởi vì cứ cứ hơn cứ thua, cứ trên cứ dưới, và chúng ta cứ cứ tranh chấp như vậy thì cuộc đời này rất là đau khổ. Cho nên với cái trái ý nghịch lòng, với những điều mà không như ý nguyện mình, thì chúng ta phải biết điều phục, biết chuyển hóa mình. Thì đây chính là những điều mà trong thực tế chúng ta thường gặp lắm. Đối với cái gì? Đối với gia đình, đối với vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, bè bạn, ngay cả đối với thầy trò thì cũng như thế. Nếu như thầy mà không nghĩ tưởng đến cái Yoniso Manasikara, dùng Yoniso Manasikara, hay người đệ tử dùng Yoniso Manasikara đối với vị thầy của mình, những lúc thầy của mình bực bội thì mình la mình những cái lý chứ mình tự cho rằng là tự nhiên không tội, hay hoặc không có cái gì hết, tự nhiên mắng la mình cái chuyện đó nó không đúng, không phải. Thì kính thưa quý vị, đã là thầy trò với nhau, ân nghĩa biết bao bao nhiêu là nhiều, tại sao mình không thể suy xét về cho thầy mình chút xíu? Thôi kệ, thầy mình đang
chắc có lẽ đang có cái nhiều việc gì đang chưa có sự xử lý được, chưa có giải quyết được, cho nên đang rối loạn, thì thôi mình cảm thông cho thầy mình. Hay cái tình nghĩa của vợ của chồng cũng vậy, của bè bạn cũng vậy, à bạn mình hay vợ mình hay chồng mình, cha mẹ mình, ông bà mình đang có một cái vấn đề gì đó, thì tự nhiên cái đó chính là một cái thái độ, một cái thái độ tích cực để chúng ta xử lý. Còn nếu như bây giờ tôi đâu có làm gì mà ông nói cho tôi vậy, tôi đâu có làm gì mà bà cử nữ hay bà bắt bẻ tôi như thế, thì tất cả là đưa đến một cái cuộc cãi vã. Và chính những cuộc cãi vã đó là chính từ tâm của con người không có một thái độ tích cực, không có một cái sự kham nhẫn, không có một sự điều phục, không có một sự chuyển hóa. Chứ sự thật đó chính từ tâm chúng ta thôi. Chúng ta muốn cho nó lớn thì nó lớn, chúng ta muốn cho nó nhỏ thì nó nhỏ, bằng một cái nhìn. Mà cái nhìn đó, nếu biết Yomino Manasika ra như lý tắc ý, thì đó chính là giá trị tu tập lớn. Hay là thái độ tích cực, thì đó một là một trạng thái tu tập rất là hay. Mà đây chính là một giá trị tu tập thiền quán rất cao, chứ không phải chuyện đơn giản. Không phải mà ngồi mà nhắm mắt, mà đến khi mà bực bội mà ầm ầm đụng đụng lên. Bây giờ những nghịch cảnh, những điều xảy ra mà vị ấy biết bình tĩnh để đối phó, mà biết dẹp qua cái ngã chấp của mình, biết chịu đựng và biết suy nghĩ để không gây nhân đau khổ, thì đây chính là một giá trị tu tập rất lớn. Và kính bạch thượng tọa, chính là cái ý kiến của chính con là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung đến thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ cái trình thượng tọa thượng quyền với câu trả lời vừa rồi. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho cô thủ lực tiếp theo. Sư Nguyên Thông có nhiều người đó, họ hô hào để sống tích cực, nhưng mà họ không thấy cần thiết để có một thái độ tích cực, để có một nhân sinh quan tích cực. Nhưng mà khi mà Phật Pháp thì nói nhiều về Yojiso Manasikara, thì Sư Nguyên Thông có nghĩ rằng chúng ta có thể có một đời sống tích cực mà không cần thái độ tích cực không? Hay là cái thái độ tích cực luôn luôn là cần phải có? Kính thưa Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho câu thảo luận số hỏi rằng có thể chăng sống tích cực mà không cần phải có thái độ tích cực? Kính thưa Sư Phụ, cái câu này, cái từ ngữ nó nhiều quá mà con không rõ lắm. Nhưng mà con phải nói thế này, là chúng ta là người tu hành, tức là làm theo những lời Phật dạy. Nếu mà mình trên đời này mà mình gặp những cái điều gì mà nó có vẻ là hơi xấu xa đối với mình, thì mình hiểu là một chuyện là cái đó là cái quả của những thái độ của chúng ta từ giải kiếp trước hoặc là kiếp này mà bây giờ nó đến với chúng ta. Và trong những trường hợp đó thì chúng ta phải xử sự như thế nào, tức là không có nóng giận. Bởi vì khi mà chúng ta nóng giận thì Đức Phật giảng dạy rằng khi mà nóng giận xảy lên, mà nếu lúc đó mà chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta đi thẳng vào địa ngục, vì cái tham sân si là những cái điều nó làm cho chúng ta đau khổ là như vậy. Vì vậy cho nên nhất thiết là chúng ta không phải nóng giận. Rồi từ những cái gì mà chúng ta gặp những cái trường hợp mà người ta hãm hại ta bằng lời nói hay là bằng gậy gộc, thì áp dụng những cái thái độ mà ông Buôn Á trong cái bài kinh này thì nói ra rất là đúng đắn, rất là hay. Là bởi vì hồi nãy của sư phụ cũng có giảng là những cái điều mà chúng ta thọ nhận từ những người khác đó, thì cái đó là chưa phải là cái tàn bạo. Họ còn chưa đánh mình, họ đánh mình, họ chưa chém mình, họ chém mình, họ chưa giết mình. Nếu họ giết mình thì mình nhớ lại là cái thân thể này là nó đem cho mình những cái sự khổ sở trên thế gian này, là bởi vì thế gian là bất toàn mà.
thì hãy bất toàn là đau khổ, thì do vì có cái thân này thì khổ cho nên người ta giết mình, thì chúng ta không tự tìm con dao để tự hủy cái thân mạng mình, thì cái đó cũng là tốt. Theo cái sự lý luận mà hay nhất của ông Buna mà chúng ta học phải chiêm nghiệm, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, kính thưa sư phụ, thì cuộc đời chúng ta sống rất là hạnh phúc, giàu trong đau khổ, dầm cái thân, cái tâm của mình, giàu cho mình gặp những cái chuyện mà có thể nó trái ý nghịch lòng, nhưng mà sự thật thì không có trái ý nghịch lòng. Người tu Phật là người Phật tử cũng như là người tỳ kheo, mà khi mà gặp cái trái ý nghịch lòng thì phải biết người ta đã sai lầm. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ thấy cái những trái ý nghịch lòng, mà phải thấy rằng tất cả cái đó đều có những cái lý do, là cái lý do là nhân quả mà chúng ta phải gánh chịu. Và khi cái gánh chịu đó, chúng ta mỉm cười nhìn cái sự vật như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ an ổn, sẽ có thể là cái tâm không được hoảng loạn. Bởi vì những cái điều mà nó xảy ra làm với chúng ta tâm mà hoảng loạn đó, thì là cái sự việc đó đối với những người mà chưa từng quán sát cái sự chết. Và nếu mà chúng ta nghe lời Thế Tôn giảng dạy là thường xuyên quán sát cái sự chết, thì cái sự những sự việc nào mà đã đến với chúng ta đó, thì chúng ta đã đoán biết thế gian là như thế. Và chúng ta phải nói rằng không phải là mình chấp nhận, mình biết để điều đó là như vậy. Và cái quan trọng là chúng ta giữ cái tâm chúng ta bình thản trước mọi biến cố của cuộc đời. Thưa sư phụ, con thấy là như vậy. Con xin trao mai để cho sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm cho con những điều mà con nói chưa đúng. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, kính trực sư Nguyên Thông với câu trả lời vừa rồi. Thưa quý vị, ở đây là một điểm chúng tôi xin được nêu lên trước khi kết thúc bài học, là cái kinh nghiệm mà học Phật Pháp á, có nhiều bài kinh chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà chúng ta vẫn rất cần nghe lại. Đã nghe lại rồi mà chúng ta cần ôn nhắc thường xuyên. Ví dụ như bài kinh ngày hôm nay, thẳng ra thì chúng tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đều đã nghe về câu chuyện ngày Buôn Đá, nhưng mà mỗi lần đọc lặp đi lặp lại, nghe đi nghe lại đó, thì lại nhắc những chúng ta rất là nhiều. Có thể là ngày hôm nay hoặc tối nay chúng ta gặp cái điều không vui hay gặp điều bực mình, thì chúng ta lại nhớ được câu chuyện này. Và cái nhớ câu chuyện này cũng nhắc cho chúng ta rất là nhiều. Sống lên, sống tích cực bằng một thái độ tích cực. Và thật ra người ta nói là khôn chết, dại chết, biết sống. Nhưng cái biết người ta không nói thế nào. Nhưng mà người vẫn nói rằng cái người ở đời, cái người giỏi cũng khổ, mà người dở cũng khổ, mà người khéo tác ý là hạnh phúc. Chúng ta nói vậy nghe ít ai nói, nhưng mà người khéo tác ý là người hạnh phúc. Dạ, chúng ta luôn luôn nhắc lại lời của Đức Phật dạy là khéo tác ý. Khéo tác ý, chánh tư niệm hay là nhiên lý tác ý. Thì ban đầu thì chúng ta mất thời giờ để suy nghĩ, nhưng mà sau này trở thành một phản xạ, một thói quen. Và cái phản xạ tự nhiên mà khéo tác ý đó sẽ giúp cho chúng ta nhiều lắm, nhiều nhiều lắm trong cuộc sống. Và kể cả giây phút cuối cùng khi mà chúng ta đối diện với cái chết, mà nếu chúng ta có cái thói quen khéo tác ý thì nó cũng lợi lạc cho chúng ta ghê lắm. Ngài Nagasena, ngài có nói rằng cái tuệ giác thì giống như cái lưỡi liềm, mà cái như lý tác ý giống như cái tay mà chúng ta gom cái bó lúa lại. Cái tay chúng ta gom bó lúa mình nắm thì mình mới dùng cái lưỡi liềm mình cắt được. Một cái người mà khéo tác ý đó, thì người đó mới có hướng tâm đến cái chỗ đáng hướng tâm. Và trên cái điểm đáng hướng tâm đó, tuệ giác sẽ bừng khởi. Và khi chúng ta thành tựu được sự giác ngộ quan trọng, nên chi mong rằng tất cả chúng ta sẽ hoan hỷ để nghe Pháp, hoan hỷ để nghe đi nghe lại giáo Pháp, hoan hỷ để đem Phật Pháp vào lòng. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng khi mà chúng ta khéo lắng nghe, khéo ghi nhớ, khéo thuộc lòng, khéo suy gẫm và khéo áp dụng đó, thì chúng ta mới thực sự hưởng được cái lợi từ giáo Pháp.
Và thật ra thưa quý vị, kho tàng mà Đức Phật để lại cho những người con của Ngài rất là lớn, lớn lắm. Và nếu chúng ta hưởng chỉ một phần nhỏ trong đó thôi thì cũng đã lợi lạc cho cả cuộc sống này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp của Đại Tham ở đây. Và ngày mai này chúng ta sẽ có môn tương ưng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Khai Quyền. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú sáu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã giảng dạy cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con tu nữ chư pháp kính tri ân đại đức Thế Tri và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ diệu pháp như pháp xin thay mặt đại chúng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa.